Trâu hút phú ông. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một cô bé nghèo tên là Tâm. Vì mẹ mất sớm nên cô bé phải một mình chăm sóc cha vì cha cô bị ốm đau. Cha ơi, cha ăn cháo đi cho mau khỏe. Sao nhìn cha xanh xao thế này? Cha nằm xuống nghỉ đi, để con đi tìm thuốc tốt hơn cho cha nha. Ở bên kia vách núi có một cây thuốc quý, thân trắng, lá xanh sẫm, có hình tam giác, có thể giúp bệnh của cha cháu tạm thời thuyên giảm. Mình hái được nó rồi. Không. Cô bé, sao cháu lại tới nơi heo hút này? Dạ thưa ông, cháu tới ngọn núi kia hái thuốc cho cha, chẳng may bị trượt chân ngã xuống đây ạ. Ông ơi, nhà ông có muỗi đục gỗ không ạ? Để làm gì hả cháu? Dạ, cháu thấy cái ghế đó bị xước, ông ngồi lên, nó chắc sẽ bị đau lắm. Cháu muốn chạm trổ lại một chút để ông ngồi cho thoải mái ạ. Cô bé à, để cảm ơn cháu đã giúp ta chạm trổ lại cái ghế, ta sẽ tặng cháu một chiếc đục gỗ. Wow, cái đục đẹp quá à. Cháu có thể dùng nó đi chạm trổ để kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Nó sẽ giúp cháu bất ngờ đó. Cô bé à, cháu tìm ta có việc gì sao? Dạ, cháu muốn tới đây xin làm người giúp việc ạ. Nhưng ta đang cần một thợ chạm trổ, ta e là cháu không làm được. Cháu có thể làm thử được không ạ? Xin ông hãy nhận cháu. Cháu cần tiền mua thuốc cho cha để chữa bệnh. Con bé đúng là tuổi trẻ tài cao. Vàng ơi, sao mày lại chết thảm thương thế chứ? Nhìn kìa, thật kỳ lạ, con chó sống lại rồi. Tin tức về Tâm cùng cái đục gỗ thần ngày càng lan xa, đến một ngày tới tai một phú ông tham lam giàu có. Có chiếc đục thần này, chẳng mấy chốc ta trở nên giàu có khắp thành Yên Châu này. Xin ngài hãy cứu lấy con trâu của tôi, nó là cái gia tài của lão ạ. Thôi được rồi, niệm tình lão già cả, ta sẽ chỉ lấy một bộ thóc thôi. Nhưng vậy những ngày tới lão lấy gạo đâu mà ăn? Phú ông à, làm ơn đi mà. Tùy cụ, nếu cụ không đồng ý thì tôi về. Thôi được rồi, lão đồng ý. Hả? Sao nó không sống lại thế này? Mày đâu? Tới ngay nhà cô bé kia, bắt cả hai cha con nó về đây cho ta. Nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ nhốt cha ngươi lại và bỏ đói cho tới chết. Đừng mà, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu ạ. Xin ngài hãy cởi trói cho cha của tôi. Trước hết, ngươi hãy cứu con trâu này cho ta. Mình phải tìm cách để phú ông không còn làm khổ những người nghèo nữa mới được. Đây là con ngựa ta yêu quý nhất. Nó rất thông minh, chỉ cần nói vào tai nó ai là kẻ xấu, nó sẽ đuổi người đó. Thưa ông, đây là con ngựa của chủ xưởng gỗ giàu nhất làng bên. Cứu nó, chắc chắn ông sẽ được nhiều tiền. Vậy còn đứng đấy làm gì nữa? Mau cứu nó luôn đi. Ngựa ơi, ngươi hãy đuổi tên phú ông tham lam độc ác này vào tích đằng sau nha.
Người làm gì thế này? Bay đâu? Cứu ta! Cứu ta! Cháu của thần Tiêu Lá sau khi nghe lại câu chuyện của cô bé đã tạo nên một loài hoa để người đời nhớ mãi tấm lòng hiếu thảo của cô. Đó chính là hoa vạn thọ, là lời chúc ông bà, cha mẹ sống lâu trăm tuổi bên con cháu của mình. Lão nhà giàu keo bẩn. Lâu lắm mới được ăn bữa ngon không mất tiền. Thằng kia, nhanh cái chân lên, không đứa khác nó tranh mất chỗ ở trên mâm bây giờ. Chết rồi, ta quên không tắt đèn dầu ở buồng rồi, mà bà hôm nay lại đi vắng, có vi phạm không chứ? Thôi ông ơi, mình đã đi quá nửa đường rồi, không lẽ giờ lại quay về? Chứ sao nữa, nếu đợi đến lúc về thì sẽ mất mấy canh giờ nữa, sẽ tốn mất bao nhiêu dầu. Thôi, ông ngồi đây đợi mày, mày chịu khó chạy nhanh về tắt cho ông cái đèn. Thôi, cởi giày ra, mày đi chân đất đi, đi giày về mòn giày, có khi lại tốn hơn cả tiền dầu đấy. Mọi người nói chẳng sai, thật chẳng hổ danh dắt chài ra nước, số mình đúng là khổ rồi. Còn đứng đó làm gì, có nhanh cái chân không thì báo. Dạ, con đi ngay đây ạ. Anh kia, làm gì mà cứ thập thò ngoài kia hoài vậy? Định trộm cắp gì hả? Dạ, tôi là anh họ của ông chủ các anh. Hôm nay từ quê ra chơi, nhân tiện mang chút quà quê tới thăm, chứ không phải phường trộm cắp. Đợi ở đấy, để tôi vào hỏi xem sao. Dạ thưa ông, nhà ta có khách. Anh ta xưng là anh họ của ông chủ từ quê ra thăm. Hey, anh họ hả? Họ mấy đời không biết, đang yên đang lành, thăm nom cái gì, trời tối đến nơi rồi. Định ăn chực một bữa ở nhà ông hả? Mày cứ ra bảo ông đi vắng rồi. Dạ, nhưng lỡ anh ta nhất quyết đòi chờ thì sao hả? Ừ ha, vậy thì mày cứ đưa vào phòng nghỉ, nhưng nhớ không phải dọn cơm tối đâu, hiểu chưa? Dạ con biết rồi. Mời anh vào nhà nghỉ ngơi, trời cũng tối rồi. Ông chủ nhà tôi có việc đi vắng mấy hôm mới về. Ôi tiếc quá, mấy lần đến chơi tôi cũng đều không gặp ông chủ rồi. Đói quá, dù gì mình cũng là anh họ nó đi vắng mà bọn gia nhân không biết đường tiếp đãi một bữa, hay lần xuống bếp xem có gì bỏ bụng không, chứ đói thế này ngủ sao được. Ơi, dậy đi, hình như nhà mình có chuột bắt gà. Ông dậy đi, tôi mệt quá. Nhưng tôi đang trốn khách. Ấy, lo gì, giờ này anh ấy ngủ rồi. Cút ngay, chú còn ở nhà đấy à? Không, không phải, tôi đi vắng rồi. Ôi, lão gia, ông đi vắng rồi mà. Ừ, tao đi vắng rồi mà. Hai ông cháu. Tí ơi, chạy chậm thôi, ra đây ông cổng nào cháu. Tí của ông có muốn ăn kem không? Ông mua cho nha. Ăn tem, ăn tem. Ăn đi cháu, khéo khéo coi chừng rớt ra quần áo.
10 năm sau. À. Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế? Ông không sao, ông tiếc mảnh đất nhỏ này nên định đào ít đất trồng ít rau xà lách, mà chân và tay ông yếu quá, không đứng lâu được. Lần sau ông bảo cháu làm cho. Thôi, ông vào nhà nghỉ ngơi đi. Tí ơi, tí ơi, ba mẹ về rồi đây, mau ra nhận quà nè. À, ba mẹ đi công tác về rồi. Nhiều quà quá. Ơ, sao vậy con? Thế quà của ông nội đâu? Sao con tìm mãi không thấy? À, ông bảo không cần mua quà gì. Không biết ông thích quà gì mà mua. Chà, hôm nay toàn muốn ăn ngon. Con ăn nhiều vào cho khỏe. Ông muốn ăn gì? Để cháu gấp cho. Cháu ăn đi. Răng ông giờ nhai được gì đâu. Ông chỉ ăn tí canh thôi. À, trời ơi, thế là ố hết cái khăn trải bàn rồi. Ông bảo còn một tiếng có được không? Ông ơi, canh của ông đây mà. Để cháu đút cho ông ăn nha. Ông đã già lắm đâu mà cần phải đút. Cứ để ông tự ăn đi. Để cháu đút cho. Đã bảo cứ để ông tự ăn mà. Khi nào già ba mẹ run tay, con cũng sẽ đút cơm cho. Hồi bé ông chăm chút cho cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ để cháu được chăm sóc lại cho ông nha ông. Vòng nguyệt quế. Ba, ba ơi. Ba Ti, đừng chạy nữa. Nhỡ con đang chạy lại lên cơn động kinh thì sao? Sẽ không sao đâu ba à. Con sẽ tập luyện để theo đuổi giấc mơ phá kỷ lục thế giới. À, trời ơi, con tôi. Rất tiếc, chân cháu bị nứt xương. Cháu xin bác sĩ hãy giúp cháu có thể tiếp tục chạy và theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ còn cách băng bó lại thay vì bó bột cố định. Nhưng nó sẽ rất đau. Không sao đâu bác sĩ. Bác sĩ cứ băng chặt lại cho cháu. Cố lên, bác sĩ, cố lên. Mình đã làm được, đã làm được. Đấu tranh với nghịch cảnh và chinh phục chúng là hạnh phúc lớn nhất của con người. Chiếc mũ. Ừ, tớ vừa về rồi. Hôm nay vui quá. Rồi rồi, hẹn ngày mai ở lớp nhé. Đúng là nhà nó có điều kiện có khác. Tiệc sinh nhật hoành tráng. Con nhà giàu sướng thật đấy. Hả? Ai thế nhỉ? Chắc lại bà đồng nát đây mà. Vô duyên quá. Ngồi ngủ ngay trước cửa phòng người ta thế này. Cụ ơi, cho cháu nhờ tí nào. Cụ làm gì mà lại ngồi ngủ ở đây thế này? Trời, ngoại. À, Trường, con đó à. Ờ, ngoại đây. Ngoại lên thăm con. Ngoại lên ban trưa, chờ mãi chẳng thấy con đi học về. Ngồi chờ lâu, mệt quá, nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chết thật, ngoại ngồi đây từ trưa tới giờ. Người khác nhìn thấy thì... Sao ngoại lên mà không nhờ người nhắn con? Ngoại mau vào nhà đi. Con học hành đợt này vẫn tốt chứ. Sao dạo này ít về quê thế? Mà ngoại trông con như xanh hơn thì phải. Con vẫn thế thôi ngoại à.
có gầy đi tẹo nào đâu. À đây, ngoại mang cho con ít mì gạo, nhà tự làm đấy. Đêm học mà có đói thì nấu mì ăn con nha. Ngoại ơi, mì ở đâu mà chả có, ngoại mang lên đây làm gì cho vất vả ra. Cha bố anh, ngoại nhớ bay thì mới lên thăm, không lẽ từ quê lên lại chẳng có cái gì làm quà. Ấy, chút nữa thì quên. Gì thế ngoại? Này, cầm lấy đi con, ngoại cho 20. Thèm cái gì thì ăn thêm. Gầy thế này phải ăn uống điều độ vào. Nhớ lời ngoại dặn nhé, đừng có chểnh mảng ăn uống, hại sức khỏe lắm. Thôi, con vẫn còn, ngoại cầm đi. Không, ngoại cho thì phải cầm lấy, đừng để ngoại buồn. Thôi, ngoại về luôn đây. Ngoại về vội vậy, ở lại chơi thêm một lát nữa đã. Về thôi không hết xe mất, ngoại về nhé. Còn nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ không? Vâng, thế ngoại về nhé, con nhớ rồi. Ngoại lúc nào cũng vậy, chẳng thay đổi gì cả. 20 mà ngoại làm như 2 triệu vậy. Thời buổi này, sinh viên còn mấy ai tự nấu ăn nữa đâu ngoại. Một tháng sau. Nguy quá nhỉ, tháng này còn những 3 hôm nữa mới đến hạn nhà gửi tiền lên. Từ giờ tới hôm ấy tính thế nào đây? Tháng này mấy cái sinh nhật liền, tốn kém quá. Đói quá, từ tối qua tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng, chẳng vay ai được nữa. Chẳng còn nổi 10.000 ăn trưa, làm sao bây giờ? Ôi, may quá, thế mà không nhớ ra, còn túi mì, quà của ngoại từ tháng trước. À, phải rồi. Ngoại ơi, giờ con mới thấy quà của ngoại quý biết nhường nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.